Bộ Quốc phòng Nga viện trợ nước ngoài cho Ukraine ở mức 200 tỷ đô la. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, tổng số viện trợ nước ngoài cho Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay đã lên tới 203 tỷ đô la. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 54 quốc gia đã tham gia hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Tổng số tiền viện trợ nước ngoài cho Kiev đã lên tới 203 tỷ đô la. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ và NATO đã triển khai hơn 500 tàu vũ trụ nhằm phục vụ cho nhu cầu của Kiev, bao gồm 70 vệ tinh giám sát quân sự và vệ tinh thương mại có mục đích sử dụng kép. Quân đội Ukraine cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ hơn 20.000 thiết bị đầu cuối Starlink từ SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Đồng thời, Kiev đã được viện trợ hơn 1.600 đơn vị thiết bị tên lửa và pháo binh, hơn 200 hệ thống phòng không, khoảng 5.220 xe tăng và xe bọc thép, cùng hơn 23.000 máy bay không người lái. Ngoài ra, hơn 13.500 tình nguyện viên nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu cùng lực lượng Kiev. Trong số này, có khoảng 8.500 người châu Âu và hơn 2.700 người từ Bắc và Nam Mỹ. Số còn lại đến từ châu Á và châu Phi. Theo Moscow, số lượng người nước ngoài trong hàng ngũ quân đội Ukraine hiện ở mức hơn 1.900 người. Cuối tháng 11 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẽ thay đổi chiến lược, chuyển từ tấn công sang xây dựng công sự, đồng thời thừa nhận cuộc phản công bắt đầu hồi tháng 6 đã không thành công. Moscow ước tính Kiev đã mất hơn 125.000 binh sĩ và 16.000 thiết bị hàng nặng, bao gồm rất nhiều khí tài do phương Tây cung cấp trong cuộc phản công đó. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố các lực lượng Nga đang nắm thế chủ động trong cuộc xung đột. Hồi tháng 12 năm 2023, Bộ Quốc phòng xác nhận đã kiểm soát được toàn bộ Marienka, thành trì quan trọng của Ukraine tại Donetsk. Dòng viện trợ quân sự nước ngoài tới Kiev đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Tại Mỹ, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đang phản đối nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm hỗ trợ thêm 60 tỷ đô la cho Kiev. Còn tại châu Âu, Hungary đã phủ quyết gói viện trợ 4 năm trị giá 50 tỷ euro theo kế hoạch của Liên minh châu Âu-EU dành cho Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hôm ngày 3 thừa nhận rằng chính quyền ở Kiev không có kế hoạch B nếu nguồn viện trợ của Mỹ không đến kịp thời. Các quan chức Nga nhiều lần cảnh báo việc vận chuyển vũ khí của phương Tây sẽ chỉ có dài cuộc chiến ở Ukraine và dẫn đến nhiều thương vong hơn trong khi không làm thay đổi được kết quả xung đột. Chỉ huy Ukraine tự tin tuyên bố có đạn dược để chống lại vài cuộc tấn công mạnh hơn của Nga. Sashinaiev, chỉ huy lực lượng chung của Ukraine tuyên bố rằng lực lượng phòng không cơ động của Kiev vẫn còn đủ đạn dược để chống chọi với một số cuộc tấn công mạnh mẽ hơn của Nga. Cuối năm 2023, Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến vào Ukraine. Và một lần nữa, vào hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 2, Moscow lại tiếp tục bắn phá thủ đô và thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov, khiến 5 người không qua khỏi và hàng chục người bị thương. Sergei Naib, chỉ huy lực lượng chung của các lực lượng vũ trang Ukraine, nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng, Tình hình hiện tại với các hệ thống phòng không vác vai dành cho các nhóm phòng không cơ động vẫn là có đủ đạn dược để chống chọi với một số cuộc tấn công mạnh mẽ tiếp theo. Nhưng trong chung và dài hạn, chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các nước phương Tây để bổ sung kho tên lửa. Vị Trung tướng Ukraine, người giám sát các đơn vị phòng không cơ động ở Kiev và khu vực phía Bắc Ukraine, bao gồm các hệ thống như Patriot nói thêm. Ông nói cho rằng Ukraine cần nhiều đạn dược hơn vì người Nga thực sự muốn làm suy yếu hệ thống phòng không của chúng tôi, Tất nhiên là chúng tôi muốn có thêm tên lửa cho Patriot và các hệ thống phòng không. Tướng Ukraine tuyên bố đề cập đến các hệ thống tên lửa đất đối không tối tân mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, giúp nước này bắn hạ 10 tên lửa đạn đạo Kinza hôm thứ Ba, ngày 3 tháng 1. Kiev cho biết các cuộc tấn công mới nhất nhấn mạnh rằng các đồng minh phương Tây rất cần phải tăng tốc cung cấp thiết bị phòng không, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa. Các binh sĩ trong đơn vị phòng không bảo vệ Kiev đã trình diễn tốt kỹ năng sử dụng vũ khí di động mà họ sử dụng để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga trong cuộc tấn công mới nhất, Neef đã trao huy chương cho các binh sĩ và khen ngợi họ, đồng thời nói với AP rằng, "Hôm thứ ba, tỷ lệ bắn hiệu quả của chúng tôi là khoảng 90%. Không có hệ thống phòng không nào trên thế giới có khả năng đạt được kết quả như vậy, đặc biệt là khi chiến đấu với Nga." Ông nói thêm, "Khi được hỏi liệu người dân Kiev có cảm thấy an toàn hay không, tướng Neef cho biết Nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không là nhiệm vụ của chúng tôi và chúng tôi đang làm việc đó 24 trên 7. Mọi công dân Ukraine nên biết rằng giới lãnh đạo quân sự đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo họ có thể yên tâm. Nga khai hỏa kho tên lửa, bóp nghẹt lưới phòng không Ukraine. Các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong những ngày gần đây cho thấy Nga đã bổ sung kho dự trữ tên lửa và thông tin tình báo tiết lộ Moscow đang nhắm tới một loạt các mục tiêu quan trọng mới. Trong vài ngày qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn vào Ukraine. Cuộc tấn công hôm 29 tháng 12 đã được các quan chức Ukraine mô tả là cuộc không kích chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra khi 158 tên lửa và máy bay không người lái UAV được phóng khiến ít nhất 39 người không qua khỏi. Ngày 2 tháng 1, nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới với hơn 130 tên lửa, trong đó có 10 siêu tên lửa Kinza và các UAV. Ukraine tuyên bố bắn hạ phần lớn tên lửa và UAV của nga, bao gồm toàn bộ tên lửa Kinza, bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, như hệ thống Patriot của Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. Kể từ ngày 29 tháng 12, Nga đã phóng khoảng 500 tên lửa và máy bay không người lái vào Ukraine. Số lượng vũ khí được Nga sử dụng phù hợp với cảnh báo từ các quan chức Ukraine rằng Nga đã tích lũy vũ khí cho cuộc không kích quy mô lớn hơn. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về cả kho dự trữ lẫn khả năng sản xuất vũ khí của Nga. Cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 dường như là đỉnh điểm sau nhiều tháng thử nghiệm của Nga với nhiều loại máy bay không người lái và tên lửa, cũng như nỗ lực thử nghiệm hệ thống phòng không của Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết, sau những cuộc tấn công gần đây, Nga dường như đang tiêu thụ tên lửa nhanh hơn khả năng thay thế chúng. Ví dụ như cuộc tấn công ngày 29 tháng 12, bao gồm 5 tên lửa Kinza đã sử dụng gần một tháng sản lượng được báo cáo của Nga cho hệ thống đó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, các báo cáo gần đây cho thấy Nga đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh vào khả năng sản xuất tên lửa, Mặc dù các lệnh trừng phạt của phương Tây đã tác động mạnh đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhưng có vẻ như hiệu ứng ban đầu của các lệnh trừng phạt đã mất đi. Có hai điều đang diễn ra, thứ nhất là Nga đã huy động ngành công nghiệp quốc phòng để sản xuất trong thời chiến, một nỗ lực mà các quan chức phương Tây gần đây thừa nhận họ đã đánh giá thấp Nga. Thứ hai, phương Tây cho rằng một số quốc gia đã hợp tác chặt chẽ với Nga, hỗ trợ các nỗ lực chiến tranh của Moscow. Các chuyên gia đánh giá rằng Nga đã tăng cường sản xuất đạn dược tầm xa cùng với các loại vũ khí và hệ thống khác. Đối với Nga, nguồn cung cấp vũ khí tấn công đang tăng lên. Vào tháng 10 năm 2022, Nga đã sản xuất khoảng 40 tên lửa tầm xa mỗi tháng. Giờ đây, họ đang sản xuất hơn 100 tên lửa mỗi tháng và bổ sung thêm số lượng lớn máy bay không người lái Zeran 2. Jack Welling, một chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Russi, đã viết trong một báo cáo vào tháng 10 năm ngoái Justin Brown, một chuyên gia Russi, gần đây cũng đưa ra đánh giá tương tự, lưu ý rằng Nga hiện đã chuyển sang nền kinh tế thời chiến. Trong suốt năm qua, lực lượng Nga ở Ukraine đã phải chịu cảnh thiếu hụt đáng kể phương tiện, vũ khí và trên hết là đạn dược. Tuy nhiên, từ mức thấp nhất vào mùa xuân, tình hình cung cấp vũ khí Nga đã được cải thiện, chuyên gia Brons nhận định. Việc Nga đầu tư vào sản xuất đạn dược khiến cho các quan chức Ukraine lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh phương Tây đang tranh luận về việc tiếp tục viện trợ cho Kiev trong tương lai. Một chuyên gia cho rằng Nga có thể đang cố gắng làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Ukraine khi mà nguồn cung viện trợ cho Kiev bị sụt giảm. Trong cuộc phỏng vấn với The Economist đăng tải ngày 1 tháng 1, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng phương Tây đã mất đi sự khẩn cấp trong việc hỗ trợ Ukraine, điều này sẽ khiến lực lượng Kiev dễ bị tổn thương khi Nga tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ mới. Các cuộc không kích ngày 29 tháng 12 và ngày 2 tháng 1 càng làm gia tăng thêm mối lo ngại của Tổng thống Zelensky. Các mục tiêu ở Ukraine phần lớn được bảo vệ nhờ hệ thống phòng thủ Patriot do Mỹ cung cấp khi hệ thống này bắn hạ thành công tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga. Bằng việc tiếp tục tiến hành các cuộc không kích, Moscow sẽ tìm kiếm những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, cũng như lỗ hổng đó có thể sẽ lộ rõ nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây trong tương lai. Theo Bộ Quốc phòng Anh, các cuộc tấn công gần đây của Nga đã cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của Moscow. Bộ Quốc phòng Anh cũng đánh giá rằng Nga đã sử dụng một phần đáng kể tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mà họ đã tích lũy trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, mục tiêu của Nga đã thay đổi. Các cuộc tấn công gần đây nhất có thể chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết điều này trái ngược với các cuộc tấn công vào mùa đông năm ngoái và đầu tháng 12 năm 2023, khi Nga chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các nhà hoạch định Nga gần đây đã chắc chắn nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine khi họ chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài. Tình báo Anh nhận định, bộ quốc phòng nga xác nhận đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái để tấn công hạ tầng công nghiệp quốc phòng của ukraine trong những ngày gần đây ngoài ra đợt tấn công lần này cũng nhằm phá hủy các kho tên lửa đạn dược bao gồm vũ khí do phương tây viện trợ cho ukraine